xe, và những ngày qua thì mình để về Nha Trang để mình đi chơi thăm gia đình mình. Và bây giờ thì mình vô Sài Gòn và mình chuẩn bị đi Đồng Tháp. Thì cái video này mình sẽ làm một cái video nhỏ để mình giới thiệu về cái chiếc xe mình đang đi. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu giới thiệu cái xe nha. Thì cái xe mà mình đang đi á là xe gọi là xe VIP, là giá của nó là 380.000. Và nếu các bạn mà đi vé thường á thì là 200-210.000 một vé. Thì cái đặc điểm là tại sao nó lại có vé là 380. Ok, đây thì đây là cái hãng xe mình đi nè, hãng Khanh Phong. Đó, thì xe VIP 24 phòng giường có massage tiếng Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì công ty này là công ty mình đã coi công ty rồi. Thì cái hãng xe này nó cũng mới ra cũng gần 1 năm nay thôi. Thì cái dịch vụ nó rất là tốt. Và trên một chiếc xe này á, nó chỉ có khoảng 21 giường. Còn những chiếc xe thường kia thì nó sẽ có 30 giường đó. Thì những cái tiện nghi mà mình thấy được từ nó, đây là cái đầu tiên đó. Thì trên đây nó có cái màn hình. Thì trên màn hình này mình có thể coi phim, coi ca nhạc, có thứ gì mình muốn. Nhưng mà mình chỉ coi được những cái gọi là những cái có sẵn ở đây thôi. Có cái việc mà mình kết nối không có được đó. Nhưng mà có rất là nhiều sự lựa chọn cho các bạn đó. Còn ở đây là cái gối để mình ghé cái chân. Và cái chiều dài của cái này á, là nó sẽ khoảng 1m2 đó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đây là cái máy massage đó. Như mình đang nằm trên giường, mình sẽ bật cái máy massage lên để cho cái giường mình nó rung, không biết là có thu được âm hay không. Thì nó sẽ là rung hết cả người luôn. Là cái nệm là cái ghế mình nằm á, là cái ghế massage nó rất là hay. Đây, cực kỳ hay luôn. Có rất là nhiều chế độ nữa, có thể coi. Mình có thể xoay cái này nè, mình để auto rồi. Còn đây là phần tấm sạc nè. Cái này là khi mà mình coi phim á thì mình sẽ nghe bằng tai nghe, và họ đã cũng chuẩn bị cái tai nghe sẵn cho mình. Rồi còn cái này là điều chỉnh cái ghế đó, để chỉnh lên xuống nè, gặp được hết luôn. Cái này gặp lên gặp xuống nè, rất là ok. Đáng giá 380 ạ. Rồi về chỗ nằm thì rất là thoải mái, vì chiều ngang nó là 1m2 và chiều dài của nó là khoảng 1m75 cho đến 1m8. Thì nếu mà ai cao cỡ đó thì hiện tại mình cao 1m72 thì mình nằm khá là thoải mái. Trong đây có trang bị đèn hết rồi. Mình nãy giờ mình quay vào bằng cái đèn của cái trong phòng này. Khi mình mở đèn mình có cái rèm đó. Có cái rèm này thì mình không có gây ảnh hưởng người xung quanh, và mình cũng thoải mái, và đồ đạc của mình nó cũng không có sợ mất đó. Thì đó là cái lợi thế khi mà đi một chiếc xe chuyên biết như thế này. Rồi có chỗ để giày, rồi có chỗ để giày như vậy như kia. Rồi đây có móc tivi nè, móc điều chỉnh này như móc tivi thôi, rất là dễ sử dụng. Ở đây là tai nghe mà họ trang bị cho mình. Rồi đó là tất cả những gì mình muốn giới thiệu cho các bạn của đoạn video ngắn thôi. Và nếu các bạn mà có muốn trải nghiệm cái việc đi xe như thế này để tạo cảm giác thoải mái, thì các bạn hãy thử sử dụng của dịch vụ của cái nơi mình đi. Thì hiện tại mình rất là hài lòng về nhân viên họ tiếp đón mình, thì rất là dễ chịu, không có gì khó khăn hết. Ok, thì mình sẽ up video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau, và có thể là những video mình đi Đồng Tháp chơi cũng có thể trong một ngày thôi. Mình cũng sẽ quay lại những cảnh đi ở Đồng Tháp với người bạn mình. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.